Xin chào tất cả mọi người. Và đây là video tiếp theo của mình ở trong rừng, sinh tồn trong rừng. Thì như đã nói thì mình có đem theo những chiếc bẫy chuột đây mọi người. Vì mình biết trong rừng này thì sẽ có chuột rừng rất là to và cũng rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi vào rừng đặt bẫy nha mọi người. Cũng may mắn cho mình là lúc trên đường đi thì có gặp một ông cụ, nên là bây giờ hai ông cháu mình sẽ cùng lên rừng và cùng đặt bẫy. Đây mọi người, bây giờ thì mình cho mồi vào những chiếc bẫy này rồi. Mồi là củ mì mình có đem theo đấy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm những chỗ nào có dấu của chuột thì mình sẽ làm đặt bẫy ở chỗ đó nha mọi người. Đi trong rừng thì rất là khó khăn luôn. Jerry với Lucy thì chạy đi con. Đây ông già bật bẫy giùm con đi. Con quay cho mọi người xem chứ con mà không có đủ tay để mà làm. Chỗ đây là có dấu chuột đi đó mọi người. Đó, đây này. Đó, đường của nó đi này. Thì ra uống nước. Thì hai ông cháu mình thì cũng đều giống nhau. Cũng đều là biết đặt bẫy hết nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ để bẫy đây. Sáng mai mình sẽ đi thăm. Rồi, một cái. Lắp lên dấu, xóa cái bẫy cho nó chuột nó không thấy bẫy nha mọi người. Rồi xong. Ăn mồi là bị sập bẫy. Ông già đeo luôn giỏ đi đi. Để con đi theo con thấy dấu thì con chỉ cho. Ông già đeo giỏ đi. Rồi. Rồi rồi, ok. Mong sao thì sáng ngày mai đi thăm bẫy sẽ có những con chuột to, mình sẽ giới thiệu cho mọi người thấy nha mọi người. Xuống này thì cũng có cá bóng đây mọi người ơi. Để tối nay thì nếu có trời mưa, nước đục thì mình sẽ làm cần câu tự chế câu cá bóng cho mọi người xem nhé. Chiếc bẫy thứ hai nha mọi người. Chờ thành quả được chuột rừng vào sáng ngày mai nha mọi người. Dạ. Làm nhỉ. Kia thì vẫn chạy đi chơi đó mọi người. Jerry thì đang đậu trên người của mình đây. Lâu lâu nhảy một cái thì làm cho máy nó rung. Hai đứa khỉ thì cứ nheo nhóc bám theo mình thôi mọi người. Jerry thì lúc nào cũng đậu trên vai chị cả. Hai chị em đang leo cây. Ôi rớt rồi. Chị Lucy thì bị rớt rồi. Jerry ơi. Hai chị em vô trong rừng thì chạy rất là thoải mái và tự nhiên luôn mọi người. Đi nào Jerry. Đây là những cái dấu mà người khác đã từng đi lấy solo ô đó mọi người. Thì thường thì solo ô có tầm tháng 9 tháng 10 nha mọi người. Khi hết mưa thì sẽ có solo ô. Và đây là những cây măng lộ ô rất là to đây mọi người. Lấy mấy cô rồi. Đây mọi người, chuẩn bị đặt một cái bẫy tiếp theo đây mọi người. Thì hôm nay thì may mắn là có ông già đây đi cùng thì sẽ hỗ trợ mình công việc là đặt bẫy. Còn nếu không có thì một mình làm thì cũng rất là vất vả đây mọi người. Vừa làm vừa quay phim cho mọi người xem thì cũng rất là vất vả đây mọi người. Đó, chiếc bẫy thứ ba nha mọi người.
mọi người, chỗ đây là khả năng có trục là rất cao đấy mọi người. Có cây, có nước. Nó đi từ cây này đi qua đây mọi người. Đây mọi người, chỗ nước chảy này thì ếch rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà vách đá đứng thẳng như vậy thì không lấy được ếch đâu mọi người. Không lấy được ếch đâu. Bây giờ là đi lên mình. Đường rất là khó đi mọi người. Đây. Đang ở trên cao nên rất là khó mọi người. Không có giày nên đi rất là khó mọi người. Bây giờ mình sẽ xách dép ra đi chân không thôi. Ông thì cũng bỏ dép ra rồi. Rất là mệt quá, đổ hết mồ hôi rồi. Còn đi lên kia cao lắm. Đi hướng bên này nè mọi người. Mọi người thấy không? Dốc thì đứng. Mình quay cho mọi người thấy ông đi khó như thế nào thì mình cũng khó như vậy luôn đấy mọi người. Hai cái khí này thì người nhẹ nên là chạy nhanh, khỏe. Mệt quá mọi người. Đổ hết mồ hôi rồi, thở không nổi nữa. Khí oxy thì cứ bám trong người mình thôi. Đi đây là chỉ bò thôi chứ không phải là đi nữa. Đây là bò chứ. Bò thôi. Đây. Lên đoạn này thì hơi bằng một tí rồi. Đây mọi người ơi. Hành trình đi đặc bẫy của mình với ông đây. Cầm theo một cái chân quay với một đôi dép. Trên tới dốc rồi. Vượt lên được ngọn thác trên này thì bây giờ tiếp tục đặt bẫy đây mọi người ơi. Đó, vì chuột thì nó đi trên cái cây này nên ông đã làm cho cái để cho đường đi của chuột nó đi xuống bẫy. Đó mọi người, chuột nó đi cái cây này, đi từ đây đi qua đây thì sẽ gặp bẫy trên kia. Tiếp tục đặt một cái bẫy nữa tại chỗ này mọi người ơi. Trong rừng bây giờ thì trời cũng đang tối rồi mọi người. Nên là cũng tranh thủ đặt cho nhanh đi rồi sẽ đi về. Đây là cái dấu chuột nó đi rồi mọi người. Mọi người không nhìn thấy chứ. Như hai ông cháu mình thì có kinh nghiệm lâu rồi. Thì sẽ nhìn thấy cái dấu của chuột đi bên kia qua đây. Đó, bên đó qua đây. Thì mình làm bẫy chỗ đây thì sẽ khả năng là sẽ dính chuột. Dấu của nó đi rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình nhìn kỹ thì sẽ thấy. Nếu mà ai quen nhìn thì mới thấy được mọi người ạ. Rồi thêm một cái bẫy nữa đây mọi người. Bây giờ sẽ lấy lá chè nó lại, che lại cho chuột đi thì không thấy bẫy. Mùa này thì thức ăn rất là nhiều mọi người. Vô rừng thì hai đứa khỉ thì lúc nào cái miệng cũng nhai nhai thôi. Đây là lá rau tình yêu đây mọi người ơi. Giờ nhìn giống cây môn, ăn thì rất là ngon luôn. Bẫy đây mọi người, còn chỉ được mấy cái nữa thôi. Bây giờ đặt xong chỗ này thì đi tìm vài chỗ nữa. Đặt xong rồi mình sẽ về ngắt lá rau tình yêu. Tối nay mình ăn mì tôm ông hả? Sáng nay thì có đem theo mì gói ra. Tối nay thì mình ăn tạm mì gói với lại rau tình yêu thôi. Và ngày mai nếu được chuột thì mình để dành làm thức ăn cho những ngày tiếp theo.
D, Lucy. Lucy. Lucy thì sợ nước nên qua không được mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi qua đón Lucy ra. Lucy thì sợ nước lắm, không đi được. Đi tới đây. Lucy rất sợ nước. Giờ đi thì chạy qua chạy về rồi. Đi con. Ông gà để cháu làm sạch cho. Mình kẹp cái chân cho tay. Bóc cái cùng. Ôi, đúng tay luôn. Đi sao không ông? Cái này nhẹ. Cũng may là bẫy này không có răng đâu mọi người. Nếu mà có răng thì chắc tay của ông sẽ bị đứt rồi. Lúc nãy có một cái bẫy có răng đúng không? Có. Dùng bẫy này thôi chứ bẫy có răng thì lúc gài thì nguy hiểm. Lucy tránh răng nghe. Chúng bẫy đây còn. Đây mọi người ơi, chỗ đây cũng có một cái cây này. Cây bắc ngang qua đây. Ông ơi, tới chỗ đây. Đây đây đây. Đó, còn một hai cái nữa thôi là xong. Rồi. Cho nó xoay qua kia nữa ông. Đúng rồi. Đây mọi người, chỗ đây có cái cây đây. Thì chuột sẽ đi lên chỗ đây. Đi qua chỗ đây thì mình sẽ làm bẫy chỗ này. Ông ơi, tới chỗ đây có làm bẫy chỗ đây đi. Đây, làm một cái bẫy chỗ đây. Ông ơi, đưa con một cái bẫy chỗ đây đi. Rồi, ông gà đi, đưa con. Rồi, đặt xong một cái bẫy này nữa là bẫy cuối cùng rồi mọi người. Mình sẽ cùng ông đi về sẽ đi tìm ít rau tình yêu. Tối nay pha chung với mì tôm thì hai ông cháu mình cùng ăn. Thì nếu ông ở lại chơi với mình thì ở Cần Thơ thì ông đi về. Vì đoạn đường đi thì cũng rất là xa đấy mọi người. Vắt đây mọi người ơi, vắt đây thì còn nhỏ, như vậy là mình đã đặt bẫy xong hết rồi nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi cùng với ông sẽ đi về dưới chòi. Đấy mọi người, trong rừng thì mình có đem theo một cái cục sạc dự phòng với lại một bóng đèn đây mọi người. Thì lúc chiều thì mình với ông có đi đặt bẫy chuột hết rồi. Thì bây giờ về hai ông cháu đã chế mì tôm với lọc ăn với rau tình yêu rồi. Thì bây giờ thì tối rồi thì mình sẽ đưa đồ ra ngủ. Một thời hai người đắp chung một cái thôi. Và xin chào tạm biệt mọi người nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây, mình sẽ ngủ thôi mọi người. Xin chào mọi người, buổi sáng trong rừng của mình. Thì hôm qua thì hai ông cháu mình cũng có đi đặt bẫy rồi. Rồi đêm hôm qua ngủ thì chỉ có một cái ngủ thôi, nhưng mà hai người ngủ thì lúc đầu thì tưởng là sẽ bị lạnh, nhưng mà thật ra không bị lạnh đâu mọi người.
ngủ rất là ngon luôn. Sáng nay thức dậy sớm thì mình có đi lấy ít măng rừng để luộc. Luộc và mình sẽ ăn buổi sáng nay, và mình sẽ để dành làm măng chua. Làm măng chua trong ống lỗ đó mọi người. Để dành ăn cho những ngày tiếp theo nha mọi người. Và đây là cái ống đây mình đang nấu trà nấm linh chi đó mọi người. Nấm linh chi thì hiện tại trong rừng thì khu vực này thì không có đâu. Nhưng mà hôm trước mình đi thì mình có mang theo một ít để vô trong rừng mình nấu trà uống buổi sáng. Và những ngày tiếp theo khi mà tìm thức ăn đầy đủ rồi thì mình sẽ đi tìm những dược liệu như là nấm linh chi nha mọi người. Mùa này thì hết mật ong rồi. Mật ong thì nằm tầm cỡ tháng 3, tháng 4 thì mới có mật ong. Chứ bây giờ mùa này thì chỉ có nấm linh chi và măng rừng rất là nhiều. Hiện tại thì mình cũng có cung cấp những mặt hàng dược liệu như là nấm linh chi và măng rừng nha mọi người. Măng rừng đã phơi khô rồi mọi người. Đây. Trà nấm linh chi thì rất tốt cho sức khỏe mọi người. Mình nấu trà uống, hoặc là anh chị nào mà mua nấm linh chi về dùng thì có thể là mình nấu nước uống hàng ngày. Một cây nấm như thế này thì mình nấu được khoảng 2 đến 3 lần nha mọi người. 3 lần cũng được. Khi nào nấu khi nào nó không còn ra nước màu đỏ nữa thì thôi. Lúc măng xong thì mình sẽ ăn một ít rồi đi thăm bẫy. Rồi còn một ít để lại thì mình sẽ làm chua nha mọi người. Làm chua để bắt được ếch hay nhái gì thì mình sẽ nấu cùng với măng chua. Đây mọi người, món măng xào chung với thịt heo đây mọi người. Chín rồi đó. Thử một miếng thử. Ngon lắm ông già ơi. Ngon nhưng mà hơi cay, ông già ăn được cay không? À, ngon quá. Măng chín rồi mọi người ơi, bây giờ là lúc thưởng thức thôi mọi người. Lúc hôm qua thì còn một ít cơm nguội nên là bây giờ lúc sáng thì bỏ vô trong ống lỗ hâm lại nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn cơm đó, còn để dành gạo sử dụng ăn cho những ngày tiếp theo. Cơm chín rồi mọi người, bây giờ xin mời mọi người ăn cơm. Jerry và Lucy thì mình cho ở trong kia. Tính ăn cơm xong thì mình cho Jerry và Lucy uống sữa thì mình sẽ dẫn nhau đi thăm bãi nha mọi người. Mời ăn cơm. Xin mời mọi người nhé. Hôm nay thì món là thịt heo xào măng. Nó có hàng gỗ.
thịt heo xào lại ăn ngon đúng không? Thanh gia vị chỗ này mình vừa rửa lại, mất chất. Jerry và Lucy đang ở trong kia mọi người. Phá lắm nên là không dám cho ra đây. Ra đây là nếu mà Jerry ra đây lọc cơm đây thì bóc, lọc mà đồ thì bóc. Nên là mất vệ sinh nên mình không cho ra. Ở trong đó tin mình sẽ cho uống sữa, rồi ăn cơm xong mình sẽ cho uống sữa. Cơm xong thì bây giờ hai ông cháu mình sẽ uống trà nấm linh chi lúc nãy nấu nha mọi người. Uống trà xong thì mình sẽ cho Khỉ uống sữa rồi mình sẽ cùng nhau đi lên xin mời ông. Xin mời mọi người nha. Mời mọi người uống trà nấm linh chi với hai ông cháu mình nha. Thì ông này vô tình gặp nhau trên đường thì đi chơi vậy thôi, chứ chắc là ngày mai một ngày nữa thì ông cũng sẽ đi về rồi mọi người. Nên mình sẽ ở đây một mình. Cũng bánh tôi thì ở đây chơi với con luôn một thời gian 10 ngày luôn. Không thì về thì con ở đây một mình thôi. Trà nấm linh chi mà nấu trong ống lộ thì rất là thơm mọi người. Hôm nay một cái phong cách mới, làm một cái ly mới như thế này nha mọi người. Khác như những lần trước thì hôm nay mình sẽ chỉnh chu hơn. Một cái ly uống nước, uống trà và uống rượu. Trà nấu trong ống lộ thì rất là thơm mọi người. Từ từ nào. Có hai đứa Khỉ mà có một bình sữa thôi mọi người ơi. Trước kia có mấy bình mà bị lạc đau mắt rồi. Có hai bình. Hai đứa thì uống chung một bình sữa thôi. Vậy thì uống tốt thì cho uống trong bì. Còn gì? Còn Lucy thì uống trong như con. Với chị Jerry đi con. Rồi, rồi ăn sáng xong rồi thì bây giờ hai ông cháu mình sẽ đi lên rừng thăm lại bãi hôm qua nha mọi người. Đi, mình sẽ đi cùng và quay phim lại cho mọi người xem luôn. Được. Trời buổi sáng của mùa mưa nên là nhìn trời rất tối nha mọi người. Trong rừng thì trời nhìn là tối lắm. Chuẩn bị thăm cái bãi đầu tiên đây mọi người ơi. Ôi chắc không có rồi. Đây, hôm qua đặt đây mà giờ không thấy mồi vẫn còn nguyên si đây mọi người. Thôi mình phá bẫy đem về luôn thôi. Trên đó có không ông ơi? Bẫy thứ hai đây mọi người ơi. Cũng không thấy rồi. Mình giờ bảy sẽ đi đặt chỗ khác nha mọi người. Mình đã gỡ được 3 cái bẫy rồi mọi người ơi. Không biết ông đi lên trên kia có dính chuột nào không nữa. Chứ ở dưới đây 3 cái thì chưa có rồi. Bây giờ mình sẽ thăm cái thứ 4. Làm sao có mấy con để về nấu ăn. Ô, cái này dính nè. Đây mọi người. Đây mọi người. Dính một con chuột đây mọi người. Ô, tới ăn mồi mà chưa kịp ăn mà đã chết mất rồi. Thôi. Mới chết từ tối hôm qua đây mọi người. Được một con rồi nha mọi người. Rồi mình sẽ đi thăm bãi tiếp theo.
Đi thăm chỗ bãi tiếp theo rồi mọi người ơi. Cái nào thì không biết. Ô, cái gì vàng vàng kia? À, đây rồi mọi người, đây nấm, nấm. Đây mọi người ơi. Đây nấm này mọi người. Nấm này tiếng người Kinh thì không biết là nấm gì, nhưng mà tiếng gia tộc mình là nấm lửa đó mọi người. Mùa này mùa mưa trong rừng nên là các loại nấm mọc rất nhiều nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nhổ chỗ nấm này về để nấu. Một cái. Nhiều lắm mọi người ơi. Nấm thành nấm này thì nó chỉ mọc dưới đất thôi chứ không có mọc trên cây nha mọi người. Đấy, cái này thì rất là mềm. Đấy mọi người. Cái này gọi là cây nấm lửa đây mọi người. Nấm rất là đẹp luôn. Số lượng bẫy mà ở dưới đây hôm qua đặt thì được có 4 cái thôi mọi người. Thì hôm qua đặt trên đoạn trên thác ghê thì nhiều. Bây giờ mình thì lúc nãy thì ông lên kia rồi, thì giờ mình sẽ ngồi đây chờ ông thôi. Không may mắn sao mình hái được một ít nấm lửa đây mọi người. Giờ thì mình sẽ ngồi đây chờ ông đây. May mắn được một con chuột đây mà không biết là ông có được con nào không. Giờ cứ ngồi đây chờ ông thôi. Yari với Lucy chơi nhảy. Sao vậy con? Ô, ông đã về rồi kìa. To không? Ông về rồi, chắc không có gì rồi. Thấy buồn thiêu chắc là không có gì rồi. Có gì không ông ơi? Không có gì hết. Không có chuột hả? Không có chuột, nó không có dính. À, nếu vậy thì thôi, con được một con đây. Ừ, con được rồi. Một con đây thì nay ông cháu mình ăn rồi. Một con này thôi cũng được. Ừ, con có hái được nấm lửa này. Ừ, được nhiều này. Quá nấm lửa này cho mọi người thấy rồi. Đây mình lên ông xem nấm lửa này. Đó, được rồi. Thế là hôm nay mình có bữa ăn rồi mọi người. Thì cuộc sống sinh tồn trong rừng thì vậy thôi, lúc nào có đồ ăn thì có thì ăn no, còn không có thì cũng nhịn đói cũng có. Thôi thì bây giờ hai ông cháu mình sẽ đi về chòi và sẽ nấu món ăn nha mọi người. Cũng bây giờ thì cũng trưa rồi, tầm 12 giờ rồi. Nên cũng rất là đói bụng rồi. Hôm nay thì được có một con chuột thôi mọi người ơi. Đặt nhiều bẫy mà được một con thôi. Vì cũng may mắn sao hái được một ít nấm lửa. Ở dưới kia thì ông già đang rửa nấm lửa đấy mọi người. Nóng quá. Đốt cho nó cháy lòng rồi mổ ruột nướng thôi.
Nấm lửa này thì mình sẽ xào nha mọi người. Đây, nấm lửa đây mọi người ơi. Rất là thơm ngon luôn nha mọi người. Nấm này thì ăn nó giòn giòn đó mọi người. Nhưng mà nấu thì nấu vừa thôi chứ đừng nấu chín quá là được. Chờ sôi lên thì mình sẽ nêm gia vị xong là bỏ xuống thôi. Rồi, thức ăn cũng đã chín rồi mọi người ơi. Đây, món nấm lửa rất là ngon đây mọi người. Bây giờ xin mời mọi người ăn cơm cùng với hai ông cháu mình nha. Rồi, ở đây thì bây giờ đang là mùa mưa nên là trời lúc sáng lúc tối đó mọi người. Trời cứ lúc sáng lúc tối thôi. Xin mời mọi người nha. Nóng thơm lắm. Hôm nay đi thăm bãi thì có được một con chuột thôi mọi người. Xin mời mọi người ăn thịt chuột nha. Có được nhiều thì ngon rồi. Để ăn cái đầu. Nấm này nó giòn. Ăn nó giòn. Nấm giòn ăn ngon lắm mọi người. Nấm rất là đẹp luôn. Ăn xong đến tối thì hai ông cháu mình sẽ đi xoa ếch nha mọi người. Cà phê vội ăn ăn thôi thì clip của mình đến đây sẽ xin phép tạm dừng nha mọi người. Mọi người xem clip của mình thấy hay và ý nghĩa thì mọi người cho mình ủng hộ cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ kênh, chia sẻ cho nhiều người họ biết đến nha mọi người. Rồi mọi người xem xong thì mọi người để bình luận ở dưới để
có gì trong clip thì mình sai thì mọi người nói mình để mình sửa đổi dần dần để hoàn thiện clip tốt hơn. Vì mới tập làm nên là cũng không biết nhiều về trên cái mảng YouTube này. Nên có gì đó thì mọi người đóng góp ý kiến cho mình nhé, để xây dựng mình ngày càng hoàn thiện tốt hơn nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.